Có bầu bắt đầu nó bỏ rồi nó đi kiếm người khác. Rồi thời gian bắt đầu đi nghe lời, đâu có ông ba nuôi ở nhà đâu có cho vô. Còn tháng nữa xanh là bắt đầu phá. Ra nó là theo tôi xanh bây giờ đó là đó đời là ra được một người là đó được chứ không phải cái. Tôi bự lớn lắm rồi. Nếu giờ còn nuôi nó là nó từ giá 30 tuổi với 3 tuổi lẻ. Này lỡ tôi ưng thêm người nữa ăn khùng. Rồi bắt đầu nó ngoài đây nè. Rồi cái nửa chừng nó cũng bỏ nữa thôi hết thời. Cái mục đích của mình phóng sanh là để làm gì chị gái? Thì mình à, bây giờ chỉ có mình biết vậy thôi. Bây giờ mình tu, mình ăn tương là mình thương người mến vật. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Và theo người dân chia sẻ thì có một người phụ nữ hàng ngày cứ lang thang khắp nơi. Hỏi ra mới biết thì người phụ nữ này người dân cho rằng là cô này vì chuyện tình gian dở và người ta gọi cô là khùng tình. Và thật sự câu chuyện người phụ nữ vì quá nặng tình mà phải lang thang khắp nơi. Gặp ai thì cứ chửi người đó giống như là trút cái nỗi niềm mình vô một người lạ. Thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ gặp cô. Mặc dù là cô này tâm sự có vẻ như là lúc nhớ lúc quên. Nhưng mà thôi thì mình sẽ tìm hiểu thêm một tí xíu về cô để mình có thể mình giúp đỡ được gì hay cô bác anh chị. Có gì nói đi. Có gì nói đi. Ngồi nói chuyện chơi con. Có gì. Con cơm chưa? Cô gái hiện nay ở nhà với ai cô gái? Bây giờ tôi không sống ở nhà ai chân ở lang thang ngoài đường. Vậy hả? Cô có chồng con gì không cô gái? Nói chung cái vụ gia đình mày bỏ ra đi. Dạ. Có thời gian bắt đầu ấy rồi. Chia tay hay sao? Dạ đừng hỏi chuyện đó nữa. Dạ. Cho cô gái bây giờ làm cái công việc gì hả cô gái ha? Tôi bệnh rồi, tôi đi ở chỗ này chút đi gì đó. Nhà nước chấp chút lĩnh ăn đi thôi. Dạ, nhà mình ở đâu? Không có nhà. Không có nhà luôn? Ở đâu nhà ta mà ở không được đi. Tối tối mình ngủ thì sao? Thì chỗ nào quen còn mấy ngủ đầu cầu ngủ chỗ này kia. Rồi ăn uống sao cô gái? Ăn uống thì đi dọc đường ai cho gì thì mình thấy còn mấy mua cơm ăn. Dạ. Rồi mình có tiền không mà mình mua? Thì người ta cho. À ta cho ha. Rồi là mình cứ đi lang thang vậy đó cho vui. Chị gái là thường hay đi làm từ thiện hả? Không có làm từ thiện, cái chuyện nào mình làm được có tiền thì chờ ông nhà nước ban có được một tháng vậy 5 xị với lại 40. Ủa 5 xị là gì vậy? Thì 5 xị có 40 đó. Mà 5 xị là sao? Con hiểu 5 xị là 5 lít nước hả? Thì tiền nó bắt đầu. Tiền chứ bằng xị trời, giống như dân chuyên nghiệp vậy. Là 540.000 đúng không chị gái? Là chị gái là lấy đi mua chim rồi, cá rồi phong xanh. Vòng vòng lâu ngày tôi mua đồ thả. Trời ơi. Để ăn mà tiền là đừng có kêu xị nữa nghe. Là 500 chứ kêu 5 xị gì có hiểu rồi đâu. Mà trời ơi trời trời. Mà con lấy là gương mặt của chị gái đẹp gái nha. Chị gái bên đây có đồng tiền nè. Không có. Gương mặt tự em nghĩ một cái nổi lên mà thấy có cái lỗ gì thôi chứ tôi đâu có. Không phải đồng tiền hả? Đôi mắt của chị gái đẹp ngày xưa mắt cái xăm mày có xăm hả? Mắt ngày xưa có dọn có ngày xưa dọn cái này là không có. Nhưng mà ngày xưa là nghe con nghe người ta nói là chị gái là đẹp gái dữ thần lắm đúng không? Con đẹp vậy con cũng cỡ dạng hoa hậu ở quê thôi đúng không? Con cũng được vậy thôi chứ không có đẹp. Con cũng được vậy thôi hả? Mà nghe nói là con nghe nói là lúc mà 9-20 tuổi là người ta mấy con trai là đeo đuổi chị gái dữ dằn mà chị gái không chịu. Không chịu mà bắt đầu rốt cuộc lại theo thằng Tùng mà ở trong đồng bắt đầu nó lợi dụng ở mình có bầu rồi nó bỏ. Vậy hả? Thì sau đó là có con không chị gái? Có bầu rồi bắt đầu nó bỏ rồi nó đi kiếm người khác. Rồi thời gian bắt đầu đi nghe lời đâu có ông ba nuôi ở nhà đâu có cho vô. Rồi mới phá bắt đầu giờ tôi mới bệnh vậy đó. Họ phá hai bệnh luôn hả? Lúc đó mấy tháng mà gì gái phải bỏ. Còn con tháng nữa xanh rồi bắt đầu phá. Ra nó là theo tôi xanh bây giờ đó là đó đời là ra được một người là đó được chứ không phải cái con là con trai. Được á. Mà nếu như mà bây giờ xanh là bây giờ con là con của tôi bự lớn lắm rồi. Nếu giờ còn nuôi nó là nó từ giá 30 tuổi với 3 tuổi lẻ là 33 tuổi. Ở chơi gì chứ tính cộng đúng không trời? 30 tuổi với 3 tuổi lẻ là tại quá mà giết nó chết rồi. Bị nó bỏ rồi bắt đầu mình đâu có ai đâu chứ có bầu đâu có ai đâu chứ. Nhưng mà sau khi mà
bỏ con mình đó chị gái là buồn, nên chị gái đi tới đi lui rồi không quen chồng đó. Rồi sau này lỡ tôi ưng thêm người nữa ăn khùng, rồi bắt đầu nó ngoài đây nè, rồi cái nửa chừng nó cũng bỏ nữa thôi, hết thời luôn rồi. Vậy là có hai đời chồng. Ừ, mà có cưới không? Trước rồi mà có lại bắt đầu mình lại mình cúng hai mâm cơm, lỡ mình lại ông bà cái gọi đó. À có nghĩa là trước đây á là dì gái là có ở với người kia là cũng có trình gia đình hết. Ừ, là có con luôn rồi, có bà con mang. Thì trước á là bắt đầu là ở là cái ông xã đó là bắt đầu không có cứ mà có lại lỡ lại ông bà là cúng cơm này kia hai mâm cơm cái rồi là xong đó, là trình nhận bà. Rồi sau này thì dì gái là ưng thí chứ không có. Nhưng mà ưng thí mà có ưa thương tao không? Ưng cái thằng bệnh thằng sát chết rồi đó. Chết luôn hả? Ừ, khùng quá, bắt đầu tưởng đâu ưng khùng, nhưng mà mình nâng thửa cái nhà và thôi, khùng nó cũng chơi mình nó tờ, là xong đó. Rồi, chú đó chết luôn. Nó bị nó khùng nghe lời người ta nó bệnh, rồi bắt đầu mua cái thuốc gì mà xanh xanh mà ấy vô cái ấy đó, cái mà móng tay bắt đầu ấy sát trùng á, nó uống cái đó tới sáu trời chết luôn. Nhưng mà hai người là gì, gái thương người nào nhất, hai người chồng á? Thì ông lớn là phải thương người. Thương lớn trước. Rồi sau đó là dì gái có mang rồi dì gái bỏ rồi người kia có chồng có vợ rồi dì gái mới bỏ hay sao? Nó có bà xã. Có vợ khác ha. Rồi bỏ dì gái. Nó có bà xã rồi tôi mới tức tôi mới bệnh. Có nghĩa là gì lúc nó mà nó ở với tôi có bầu phải không? À. Rồi bắt đầu nó có bà xã trước rồi. Nó có bà xã nhỏ biết không? À, dạ dạ. Nó có bà xã nhỏ rồi bắt đầu rồi mà cấp đó tôi đang ở với nó có bầu. Còn một tháng nữa là sanh. Dạ. Hiểu không? Rồi nó có người khác. Rồi tôi mới tức tối quá, tôi mới rồi tới chừng tôi sanh, tôi nằm trên giường nó dẫn về tôi thấy trước mặt rồi tôi tức rồi tôi mới bệnh nhiều luôn. Nhưng mà lúc mà dì gái đi bỏ con của mình đó là lúc đó là dì gái đâu bỏ đâu đi phá nó, đi phá ờ nghe lời người ta rồi chứ nó bỏ đi rồi vâng ai đâu nuôi. Vậy là chị gái là phá, có chồng trước là chị gái phá một bé, rồi chồng sau là chị gái là sanh được một bé. Không có con. Nhưng mà con nghe hàng xóm nói ngày xưa hồi lúc mà chị gái để tóc á, tóc dài á là chị gái đẹp gái, nên người ta kêu là chị gái là đẹp gái, nên bởi vì ta kêu chị gái đúng không? Nói chung là đẹp cái gì coi cũng được vậy thôi. Nhưng mà tại sao chị gái bây giờ lại để tóc ngắn vậy à? Bây giờ mình biết đạo rồi, mình đâu có mà dọn chi. Biết đạo rồi ha. Chị gái theo đạo gì? Mình đạo Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Yeah. Là thuộc mấy câu của sấm giảng của Đức Thầy hết luôn. Thuộc thì cũng chút đỉnh chứ thi văn giáo lý toàn bộ đâu thuộc hết được. Vài câu nào cho con nghe dạy không, được không? Không đọc được. Bữa nay bệnh nè. À. Không đọc. Mà con thấy dì gái cầm gì á? Bọc này gì á? Đồ của tôi rút. Dạ. Mà ai cho dì gái dư tiền là dì gái phóng sanh. Ừ. Ví dụ như tụi con anh em. Có cái nào ăn là chút đỉnh, còn cái nào có dư bắt đầu mình để. Lỡ cũng như mình ăn là tiện mình mua mình thả đó. Đã kiếp này mình khổ biết không? Dạ. Đã kiếp này mình khổ quá khổ rồi. Mình không có nhà, không có người thân, không có gì hết. Dạ. Rồi bây giờ dì gái là người ta cho được nhiêu rồi mình có, hoặc là nhà nước có đưa tiền mình chưa? Cho nhiêu ăn hết trơn rồi. Ăn có hết. Dư đâu. Rồi nhà nước cho mình dư rồi mình mới phóng sanh thôi. Ừ. Nhưng mà con thấy là dì gái rất là đẹp gái, mà tối dì gái ngủ ở nhà hoang, ngủ ở gầm cầu rồi sợ người ta ấy mình không? Người ta vậy chứ bắt đầu giờ ngủ đâu bây giờ, mới nói chung là bây giờ chú thấy cái thời này như thế nào? Dạ. Người ta bị tôi bị người ta hại tôi mà bây giờ tôi nói ra không được, tôi nói ra ai cũng đâu có được, đâu có giải quyết tôi được cái gì đâu. Thôi này chắc cũng tại số phận hay gì gái ha? Không tại số phận mà tại con người ngoan cố đối với người. Ừ. Thật có, sự có nghĩa là tình người là bạc bẽo quá đúng không? Cũng vì ăn mà thù hận tranh đấu, cũng vì cái chuyện đó. Nếu mà không có gì miếng ăn là thù hận tranh, không gì miếng ăn mà bắt đầu là đâu có chuyện gì xảy ra. Ôi trời, dì gái nói hay vậy. Ôi trời, nghe dì gái nói mà con giật mình luôn. Cũng thì tôi nói với chú cũng vì miếng ăn. Ừ. Rồi cái ăn, rồi cái sắc đẹp có nhiêu đó làm hoài là... trên thế gian này có nhiêu đó, có gì đâu khác. Là con người ta là vì miếng ăn và vì sắc đẹp mà phải thao hóa đúng không? Phải tranh đấu với nhau. Thì cũng vì giết bắt đầu cũng vì có nhiêu đó. À. Nên bây giờ dì gái không vì miếng ăn mà cũng không vì sắc đẹp luôn. Cứ ở đây sống ở đâu thấy vui là được. Hồi xưa mình không biết thì mình còn ham. Chứ bây giờ không thích nữa. Thời bữa giờ không ham nữa. Rồi vì dì gái dự định là sống vậy cho đến già 100 tuổi luôn hay là có tính cưới chồng thêm không? Không.
Tôi không thích đàn ông nữa. Không thích đàn ông. Nói chung là vĩnh biệt luôn. Mà có hận không? Có hận. Ông xã tôi là bắt đầu còn đàn ông nào mà tào lao giống xã tôi là lỡ gần tôi là có. Dạ. Lỡ gần có là bắt đầu có dép vô mặt. Thôi nên thủ sẵn hai chiếc dép rồi đúng không? Nhưng mà nói chuyện với con là gì, dì gái thấy vui không? Vui đúng không? À cho tôi nói chú nghe. Dạ. Nếu mà chú có quay tôi thì tùy ý quay. Dạ. Mà quay phải làm cho nó chân chánh. Dạ, đúng rồi. Làm không có chân chánh cái thời này trả liền. Đúng rồi, nhân quả nhãn tiền mà. Nếu mình nói được mình làm được, còn nói được mà làm không được đừng nói mình gì miếng ăn. Dạ. Là mình nói đạo đạo bên ngoài, bắt đầu đạo đức bên ngoài, còn bên trong không có gì chân. Ừ. Còn bác nói á, bác Hồ nói á, con người sai sửa lời nói việc làm phải đi đôi. Ừ. Đừng nói đường làm ngã. Dạ, hay đó. Trời. À dì gái, ngày xưa là dì gái học hết lớp mấy dì gái nghỉ? Tôi học lớp 12 mà bắt đầu cái trình độ bỏ luôn số 2 còn số 1. Dì gái hôm nay thiếu quá. Ủa, không hết. Đó là tôi nói thiệt. Con hiểu là học lớp 2 hay là lớp 1 hay là lớp 3 nuôi tôi cho học lớp 1 mới có học và bắt đầu mới biết bắt đầu tự anh vậy bắt tôi mặn làm sao tôi biết được. Học lớp 12 mà bỏ số 2 còn số 1. Mà đọc chữ được không? Mấy cái chữ cái thì đọc được mà gắt lỡ đọc không được. Không được, nhưng mà vì sao? Cũng như cái chữ ai cái á ớ này kia đọc mấy chữ cái được á. Dạ. Còn cái chữ này gắt lỡ chữ kia là đọc không biết đâu. Dạ. Có những lần mà em xuống đi cùng chung đò với chị đó, em nghe chị đọc những câu giảng khá là hay luôn á chị gái. Là nhớ lúc đó là chị thuộc kinh giảng hay là chị học như thế nào hả chị gái? Tôi nghe trong giảng. Dạ. Tôi nghe trong máy. Nghe ghi thuộc lòng giống như ca cổ vậy mà. Đúng không? Mà trước khi tôi nói vậy là tôi nói mấy người đó đó, mấy người mà tôi chửi đó. Mà tôi lấy câu giảng ra tôi nói. Mà đọc giảng hay là hát ca cũng hay nữa. Hát trong cổ được nữa đúng không? Mỗi lần ca thì được mà. Nghe nói ca giống Lê Thủy nữa kìa. Có không? Mỗi lần ca đi cũng như buồn buồn ca khơ khơ gì rồi. Đấy chứ đâu có ca trúng điệu như người ta đâu. Trời ơi ca có ta biết chữ, ta có chất giọng miền Tây là có chất giọng là hát là phải hay rồi. Người ta biết chữ, người ta ca có văn chương, người ta coi ca cho mấy điều. Còn mình thì ca thí lấy này nhầm. Ca không có theo lớp, theo lan đúng không? Ca đâu ca thử câu nghe chơi gì gái, cho vui. Nói chung là tôi nói với chú bữa nay tôi bệnh nhiều. Tại tôi nói chuyện với chú vậy, chú mệt dữ lắm. Dạ. Mình mấy ngày ho. Nhưng mà bây giờ ngồi tâm sự với con là dì gái thấy cảm thấy vui không? Chú ngồi đây chứ ban đầu chú đâu phải như không mà chú ngồi chơi. Chú quay tôi đó. Bây giờ con chú xã ra chú quay tôi. Dạ con nói dì gái nghe nè, tí xíu nữa là con gửi cho dì gái tiền, dì gái mua cá hay mua chim vừa phóng sanh giùm con được không? Đồng ý. Gỡ bao nhiêu tỷ đừng có bắt con tép nhớ tôm đâu có bắt tép chú ha. Trời ừ đừng bắt tép nhớ tôm, chú cho tôi rồi cho. Mà trước khi tôi thả đồ là tôi thả thật sự, chú tin thì thôi bắt đầu khi nào á chú để tiền đó đi, rồi bây nào tôi mua đồ tôi thả thì bắt đầu cái chú này nè chỉ nhà đi tôi lợi tôi mua ngày đó tôi lợi không vậy gái chợ, vậy gái cứ tôi tự làm tôi thả tôi chỉ chứ bây giờ lấy tiền nói tôi làm tiền sao đúng rồi à. Nói tôi làm tiền rồi tôi em chịu chị gái là nói là tôi quá ừ chú làm. Quay máy này vô rồi cho bà gái nhiêu rồi bắt đầu vậy là cho tôi không đồng ý. Dạ. Bây giờ vậy gái nó hay quá cho con bắt tay vậy gái một cái rồi bắt tay gái nó dạ. Nói bắt đầu nói bằng sự thật. Nó không phải nịnh gì gái nha. Mà vừa đẹp mà vừa có tâm tốt đó. Có tâm đạo. Biết đâu ở ngoài tôi nói chuyện với chú đẹp đẹp mà bên trong tôi khác sao. mà cái câu mà nhử con tép bắt tôm là sao vậy gái nói nghe. Có nghĩa là cho con tép con tôm nó ăn con tép hả? Con tép bắt con tép và bắt đầu nhử con tôm ăn tôm ngon hơn. Cũng như chú quay này chú đưa lên đài bắt đầu người ta cho chú cái số mà tôi nói thẳng luôn nha. Dạ. Người ta cho số chú quay ra biết bao nhiêu nói. Dạ. Người ta cho tú chú người ta tặng cho chú biết nhiêu tiền. Dạ. Còn cái ông gì mà ông sư gì mới đó đó. Dạ. Mới lên đây đó ông sư gì tôi quên mà cái gì tệ tệ đó. Dạ. Bây giờ bắt đầu người ta tu thiệt đó bây giờ quay lên biết bao nhiêu nói biết nhiêu tiền. Nấu. Dạ. Cái quay đưa lên trên đài rồi. Ồ vậy gái không có sử dụng điện thoại đúng không vậy? Không biết xài điện thoại nhưng mà cập nhật tin tức rất là hay nha. Có nghĩa là biết là làm YouTube là cũng có tiền nữa. Đúng rồi à. Ông gặp ông sư Minh Tệ là biết tu thật mà sao biết ông sư Minh Tệ nữa? Biết cho không trời ông hồi đó ông đi nghỉ vụ. Có quay lại cái nhà của ông quay lại trời, cái trời, trời ơi. Ôi trời vậy mà ông thông tin đẹp hả? Lắm.
Không đi nghĩa vụ về. Nhưng mà con thấy là dì gái ở đây là số 1 nha. Rồi giờ, trong ba người là dì gái đẹp gái nhất luôn á. Người ta cho ổng làm cái gì việc lớn đó. Ổng đi nghĩa vụ về rồi ha, quy định ổng làm tròn rồi. Rồi người ta cho ổng làm cái gì đó. Rồi lớn ổng không chịu. Ổng nói để ổng đi tu. Dì gái hình như là mặc áo cái đường viền này cho đẹp hay sao? Không, tôi mặc áo trái gì đó. Thích mặc áo trái hả? Tôi thích mặc áo trái. Vì sao vậy gái? Nó có mình cái điện. Cái áo trái, cái tâm không trái thôi. Trời. Cô nói những câu mà không bất ngờ chứ. Nó chơi mình mặc như vậy á, đi dọc đường bằng bọn ác nó ưa ấy. Mình mặc vậy nên cho nó đừng lên gà. Thật ra là mọi thứ là dì gái đều có tính toán hết. Là mặc áo trái. Có nghĩa là bình thường là dì gái là bà đẹp dữ lắm rồi. Bà dân bà đá, bà đầu nó đâu kể. Có nghĩa là thay vì là để tóc dài, mặc áo phải thì nó mặc. Còn cái này cạo đầu là tôi dái nha. Dái sao? Chứ không phải như mấy người đá gà mà tôi là thua trận về cạo đầu. Chứ không phải nha. Dái sao? Cái này tôi dái, tôi đi núi. Dạ. Tôi dái rồi tôi cạo đầu. Dái sao mà cạo đầu luôn vậy sao? Tôi dái tôi bệnh này kia cạo lần cho hết bệnh. Với lợi tới lần mà bắt đầu rồi tôi cạo tới ngày chết luôn. Cũng như mình phá tướng. Phá tướng á. Ẩn sâu một cái con người phá tướng là cũng như mình cắt cái nhà mình chưa cắt cái nhà mình làm mặt vào trước. Dạ. Ẩn sâu vào trong một cái con người nhỏ nhắn mà hàng ngày người ta nói dì gái thường hay đi này đi kia nhưng mà có những cái tâm thiện nha. Mà nhưng mà con phát hiện dì gái rất là hay vậy nè. Cái hay thứ nhất á, dì gái là mặc áo trái để cho mình xấu lại. Cái thứ hai dì gái không để tóc dài sợ đẹp người ta sẽ xâm hại mình. Tại vì dì gái ngủ ở ngoài đường rồi cầu mà. Hay nha, dì gái cực kỳ thông minh nha. Phá tướng mình thôi, mình biết đạo rồi, mình giờ mình làm vậy làm cho ra đừng có giờ, thấy không? Nhưng mà bây giờ điên vậy rồi thì dì gái lấy cái gì làm niềm vui? Thì tôi đi trên đường tôi niệm cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát, cho tôi đi trên đường tôi niệm có nhiêu đó làm rồi. Là lấy đó là làm niềm vui, thấy người ta có nhà có cửa mình đi mà rồi có. Nhiều khi bắt đầu quan bọn ác nó chọc ghét mất chữ. Có bọn hiền. Đang niệm vậy bắt đầu cái nó chọc cái bắt đầu ngưng lợi bắt đầu không niệm nữa. Làm chữ. Cho mình không có chánh niệm được cái mình. Mình bị chữ cái mình dướng vô khẩu mà nghiệp sao? Mà đi như vậy chứ cộng nhiều hơn trừ. Cộng sao? Cộng là mình chữ á. À. Mình chữ người ta rồi là cũng như tốn cộng. Chữ tốn cộng. Hiểu không? Dạ. Là mình cộng cũng như mình chữ hoài. Cộng nghiệp hay mình sao? Mình kìm không được. Có nghĩa là vì Sáu đang kìm cái tâm của mình lại cho nó ít nóng lại đúng không? Ừ. Mà mình kìm không được. À kìm chưa được. Là cũng như mình cộng, mình tội á. Chữ cái mà mình bệnh mình tìm không được. Dì gái có nghĩ là sau này mình lớn tuổi chút xíu mình đi không được nữa mình vô chùa không? Tôi sao mà tôi đi không được, tôi đi mua chiếc xe lăn tôi ngồi trên xe. Làm gì ngồi xe lăn? Tôi tính rồi đó. Trời ơi. Ngồi trên chiếc xe lăn. Ờ. Rồi tôi cho con gái hơn. Cái nha, cầm này mỏi tay quá. Thôi không gần. Dạ, dạ, dì sao gần. Để con. Con máng vô. Máng chi? Cầm mỏi tay quá, cái tay con hơi bị ấy. Máng vô cho nó im. Người ta có đồ kẹp mà. Có đồ kẹp mà. Cho nó ra tí. Nhưng mà con nghe chị gái nói chuyện hay nha. Có gì đâu hay. Chị gái năm nay nhiêu chú rồi? Nãy giờ bắt đầu chú cầm cho chú bợ cái thang chú đưa lên hoài quỷ à. Một ngày đó không biết chút xíu nó rút bắt đầu rút cái thang cho tôi ở trên chảnh luôn. Đâu phải ở trên đầu cây luôn. Đâu phải cho chị gái leo cây đâu mà rút thang trời. Thì có đó. Không có đâu. Để bắt đưa tôi lên cây bắt đầu tôi ngồi trên đọt cái rút cái cầu thang. Không có. Dễ gì. Dễ chứ trên thì tiếng làm sao. Không nhưng mà tâm sự với dì gái là mọi người sẽ hiểu ra. Cái bọc này nè để đựng thuốc đựng này kia. Còn cái đôi dép này để chọi mấy bọn xấu. Để mang mà bắt đầu. Hồi sao sao dì gái nãy nói nào mà nó ác rồi chọi nó. Thì bà nói vậy thôi chứ bắt đầu này, nhiều khi nó cũng lợi gần mình nhiều khi mình thấy cái gì có gì mình chọi nấy. Nhiều khi mắc dép. Có khi nào chọi cái bịch này không? Không. Bịch này bịch gì cho con coi chứ. Cái đồ với lợi ấy không à. Cho con coi. Không có đôi dép bên gái này kia không. Đây chai dầu nữa nè. Ừ. Thuốc không à, không có gì hết. Hình như là 5 xị nữa kìa. Không có. Có 5 xị 40 nữa kìa. Không. 5 xị 40 thôi. Bữa nay hết tiền rồi. Hết tiền hả? Rồi trưa nay mình có tính ăn gì không? Hồi sáng tôi ăn cơm nguội rồi. Rồi có thích ăn đùi gà hay là ăn chay? Thôi ta ăn tương ba ơi. Trời, mô Phật, ăn tương hả? Ăn chay không à. Ủa gì gái ăn chay hả? Rồi. Tôi ăn tương hồi năm 96 tới giờ. Nhưng mà lỡ người ta cho đồ mặn thì sao? Không cho đồ mặn là không ăn. Trời ơi. Cho đồ mặn không ăn. Rồi, tôi đâu như đậu đụng đâu mà ăn ấy. Không nhưng mà dì gái trời ăn chay thôi hả? Đó tôi nói thiệt chú tin thôi. Là lúc là dì gái có chồng cũng ăn chay luôn.
có gia đình rồi, ban đầu là ăn trước có cậu còn nhỏ mới lớn lên phải không, còn nhỏ mới lớn lên vô chùa phát tâm ăn ăn rồi nửa chừng có gia đình ngã có gia đình ngã biết không. Dạ tôi nói gì chú hiểu không? Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Có nghĩa là trước đây dì gái phát tâm là nhỏ là ăn chay rồi rồi sau đó có gia đình mới ngã mặn. Ngã mặn xong rồi sau đó là vì sự cố gia đình dì gái mới ăn chay lại. Tưởng đâu chú nghe không kịp chứ. Đó, con không hiểu rồi. hiểu rồi chú hiểu rồi. Chị gái này nè, là nếu mà những người quen với chị gái á, là cho tiền chị gái mới nhận, còn lạ chị gái không bao giờ chị gái. Chúng rồi, lạ biết sao không? Lạ mình không có biết, người ta không có biết hoàn cảnh mình như thế nào. Mình xin người ta khi dễ mình lắm. Từ chỗ đó tôi nói thiệt, tôi xin vậy với tôi có mặt từ tự ái. Đúng rồi. Tôi không phải như người ta mà bắt đầu làm nghề như người ta đâu. Tôi nói thiệt. Nhưng mà người ta cho mình vậy là mình có mang nợ không gì gì cả? Mình xin người ta, mình bị mình khổ quá, mình xin người ta mình ăn khi nào á để mới nhất. Điểm thứ nhất sao vậy gái? Điểm thứ nhất á, mình mượn cái đạo tạo cái đời thì mình mới tội. Dạ. Vậy để mình nhà mình có người nhà, mình giàu có dân đại gia mà mình đi làm bộ giả dạng, mình đi xin người ta, hay là mình có người nuôi này kia mình đi xin người ta ăn, là cái đó là mượn cái đạo tạo cái đời. Còn tôi khổ thật sự. Nếu mà bởi vì tôi mới giấy bắt đầu ông trời ông xây, ông trời ông Phật gì á, cũng như mình giấy ông bà mình xây chuyển cho mình quýnh tâm số kiên thiết. Trời ơi. Mình trúng rồi mình mua miếng đất rồi mình ăn, rồi mình làm mình ăn tự, không ăn gì của ai. Cái là trưa nay là tính ăn cơm ở đâu? Bây giờ chưa biết. Chưa tôi biết muốn đó. Đi đâu tôi ăn là bắt đầu ấy chứ chưa không biết chưa về chỗ nào. Nói chung là anh em của tụi con cũng thương dì gái, là biết sao không, là có hai lần mối tình gian dở rồi dì gái từ đó về sau hận đàn ông rồi không lấy chồng luôn. Rồi sống lang thang vậy, với lại một lần cái sự cố mà dì gái phải bỏ đi người con của mình đó, thì ngồi đây để nghe dì gái tâm sự mới hiểu thêm dì gái. Rồi để tâm tôi sự nói với chứ. Chú á, không có ông thầy chùa nào mà như cái ông mà mới lên á, cái ông mà mới quay á. Yeah. Ông tệ đó đó. Dạ. Yeah. Ông đó chị ra là bắt đầu ở trên chảnh xuống á. Người ta mượn cái xác đó thôi. Yeah. Chứ ngoài ra mấy cái này, mấy ngữ dưới này là giả không. Dì gái ơi, mà cái cảm nhận của chị gái mà chị gái biết ha chị gái. Chứ không biết ăn, bắt đầu thầy chùa có bà xã nữa rồi làm gì. Dì gái, ở đây nè, nếu như mà dì gái cất tiền là dì gái cất ở đâu ta? Có tiền cất à? Đặng người điều tra tới ghê trời. Đặng con gửi cho dì gái cất giùm. Nè dì gái mua cá, mua chim gì đó phóng sanh giùm đi. Đặng cất cho kỹ. Chú á muốn thả thì bắt đầu thì ít bữa nữa đi, tôi lên chợ Tân Bình nè, rồi yêu cầu thả hay làm cơm đi. Không không tôi không lấy. Sao không lấy? Sao không lấy? Nhận đi con gỡ mà, này không có mang nợ đằng gì chứ á, thiệt luôn á. Nhận giùm đi, cắt giùm con đi nè. Nếu mà chú quay á, chú làm cho nó trúng rồi thôi. Dạ. Còn sợ chú không làm trúng tôi không chịu làm trốn. Gái, mục đích của mình phóng sanh là để làm gì chị gái? Thì mình à, bây giờ chỉ có mình biết vậy thôi. Bây giờ mình tu, mình ăn tương là mình thương ngự mến vật. Cũng như bây giờ vì hiện trường giờ chú hỏi tôi phải không? Dạ. Cái tâm tôi trả lời và bằng thật sự trả lời cản thôi nha. Dạ. Chứ tôi không có biết gì sâu xa. Tôi không có văn chương, không có trình độ. Nói bằng sự thật thì là theo tôi á, bây giờ chú cầm cái dao mà lỡ như ví dụ bây giờ chú chặt cái gì đi, chặt cây hay chặt gì đi mà lỡ chúng vô cái tay chú đau không? Đau. Đau thì con cá nó cũng y gan vậy. Biết không? Tại nó làm ác nó mới thành thú. Dạ. Mình thương người mến vật. Dạ. Là bắt đầu thương người mến vật mà không có thương người ngoan cố nha. Ngoan cố là bắt đầu ngoan cố rồi để hại người, để tính toán làm này kia. Là dạ. Tôi không thích. Dạ. Nó tôi ghét điều đó. Dạ. Thường thường ta nói coi nghèo cho sạch, ghét cho thơm. Con người mình ai cũng không nhân vô thập toàn, hoặc cũng nói nhân vô thập toàn là không ai trọn vẹn, hiểu không? Dạ. Là bắt đầu là mình từ từ mình sai mình sửa. Chứ không phải sửa ngày một bữa mà bắt đầu mình mà mình được cái.
Ừ, nhưng mà con cá đó cái nó là kiếp trước nó làm gì đâu nó mới thành con cá, thì sao mình không đưa tiễn con cá nó đi để cho nó thành con người mà mình phải tại nó làm ác rồi ban đầu rồi mình mới, bây giờ mình thành con người mình mới tội nghiệp nó, mình thả rồi mình giờ mình tu mình mới giáo cho nó nên chuyển lại thành người à, bị nó làm ác à, là sau này để cho nó sống chết theo, rồi mình thả nó vậy đó, tại bổn phận mình nghe lời ông Phật mình thả à. Còn cái vụ sâu xa nữa là mình không hiểu đó. Nhưng mà về chị gái thả nó, chị gái thấy vui không? Thì thả nó ban đầu nó mừng rồi. Nó mừng chị gái vui không? Ở mình tốn tiền rồi vui không, tốn tiền là không, mình không có ấy, cái tốn tiền là mình không ấy, mà mình thương con cá con này con kia, mình thấy nó làm ác quá, cái loài người trên thế gian làm ác, bởi vậy mới thành thú vật, bởi vậy mình làm gì mình cho nặng, mình sửa từ từ, mình đừng có giống nó làm thú vật, mình thả để mình gieo cái nhân lành cho mình ừ, để mình giúp nó để cho nó ừ, nó theo tôi nghĩ vậy đó à. Còn ban đầu còn nếu mà mình làm ác nữa mình thành giống nó sao, có nghĩa là mình không được làm ác, mình chỉ thương người mới có nhiều thôi. Khi tôi chửi á thì người ta kêu ghiêu tôi, chứ theo cái người ác á là ban đầu có chửi nào chú dạ. Cái người mà ác độc để hại người tính toán dạ. Người ta đâu có la, người ta đâu có chửi âm sầm dạ. Lỡ gần người ta nói chuyện rất là miệng mỏng hen dạ. Người ta nói bằng cái miệng vậy chứ yêu cầu con mắt người ta nhướng lên gần cổ của chú là ban đầu nó xuống đất rồi dạ. Là sao ta nhướng mắt lên cần cổ của ông này xuống đất ừ. Ta nhướng sao xuống đất được hả, là sao con đâu hiểu đâu trời không mà chị à, gái ý nói là rất sâu xa luôn á, nhưng mà ý chị gái là nói con chậm tiêu đúng không à, cũng như người ta nói chuyện rất là ngọt vậy chứ người ta hại chú người ta giết chú không hay dạ hiểu không à. Ý là chị gái nói ở ngoài đời người ta nói chuyện ngọt ngào nhưng mà người ta có mưu mô đồ trong bụng đúng không? Người ta tính toán đồ trong bụng, người ta ghét mình không hay đúng không? Ý là chị gái nói vậy. Tại nhưng mà thà mình chửi gì mình không hại ai thôi đúng không? Bị mình cô độc mình chửi ăn gì cho người này người kia đang ta dòm tiếp mình với tỷ 100 người chứ 99 người làm sai chứ cũng còn người đẹp à, cũng ngọn cờ ngừ bắt đầu nó biết chuyện. Nhưng mà con hỏi dì gái nè, ví dụ như dì gái lỡ chửi người ta đang cho ta tiếp mình, người ta nói mình là bị khẩu nghiệp, dì gái buồn không? Tại mấy người đó người ta không biết đạo làm người, người ta nói thí với nơi nịnh, cái thời này là thời nịnh 100% chú. Thời nịnh không ừ. Con gì nói con nịnh nữa hả? Tôi không biết chú làm sao tại chú dạ ờ. Nhưng mà dì gái nói hay ha, có nghĩa là nhầm khi là ngon ngọt là người ta hại mình cũng không hay luôn đúng không chị gái? Ừ. Ngày chị gái ăn cơm mấy bữa? Nhiều khi đi vậy dọc đường vậy ăn một ngày có lần một à, có một bữa một à, rồi nhiều khi ăn cái này cái kia cái tưởng đâu ăn cơm rồi bị nắng quá đi giết nắng đâu bực bội vậy bắt đầu lo la bằng bọn ăn bắt đầu ăn cơm có lúc cho ăn rồi nó chưa ăn. Hậu nắng quá đó tới chừng tỉnh lại vô mát nhớ lại chưa ăn mới nào đi kiếm cơm. Nhưng mà chị gái là ví dụ như chị gái rồi tắm vệ sinh thì sao? Tắm hả? Nhảy xuống sông. Nhảy xuống sông ừ. Tôi tắm dưới sông không mà tắm dưới sông rồi tôi mua xà bông này kia rồi tôi mượn cái thau ở trên bờ đó mấy người quen á ừ. Cái tôi giặt đồ cái tôi chơi rồi giặt xong tôi trả rồi đồ ướt rồi đồ thay tôi trơn bộ vậy đó chừng nào gắt rồi tôi bà mua mai đồ khác trơn bộ một thôi ừ. Trời một bộ một duy nhất thôi ừ bận xuống sông tắm giặt rồi bận vô chứ tôi chơi bộ chừng nào gách thôi gách rồi bắt đầu tôi mua giải rồi tự may luôn hả đâu có đâu bắt đầu mình đem lỡ thợ mai mà tôi bận đồ này không mà nhưng mà bây giờ coi ví dụ như anh em tôi con bữa nào gặp chị gái tặng chị gái một bộ chị gái giận không? Không có một á cho giải á khi nào tôi cần á cho giải ban đầu là tôi may cái quần hay may cái áo gì tôi cần thì tôi xin còn không cần thì thôi cho tôi không lấy luôn ừ dư không để làm gì ừ mua tôi không chịu rồi tôi... vì gái đi lang thang vậy 100 tuổi già có bao giờ nghĩ rằng sao mình này mình mất thì sao không? Không ông trời hoàng mình ở cao có cũng như là mình ông trời cũng như ông trời cao có mắt với những gì mình ở mình làm cái việc chúng cái việc ấy thì mình một ngày nào mình đi không lẽ bệnh rồi ban đầu không lẽ không có mà như thí dụ bây giờ mình vô số mình bà cũng như là mình
không cái số mạng mình, cái số kiếp vậy thì không ai dòm ngó tới thì mình chết, không lẽ người ta bỏ mình không chôn thì kể tới đâu. Yêu cầu tôi á, bây giờ tôi nghĩ cái linh hồn của tôi á là đi chỗ nào yên là bắt đầu nữa tôi chết nhẹ linh hồn được rồi, bây giờ tôi không cần gì nữa rồi sống. Thân này là chỉ là giả tạm thôi đúng không? Ừ. Chỉ có bồi dưỡng về cái tâm đức của mình thôi. Nó là nữ mà là... tôi thấy bây giờ đồng đạo thì nhóc, bây giờ hô lên mà bắt đầu bên hỏi đạo gì, nói Phật giáo hòa hảo không à, hỏi người nào bất kỳ dân dân người nào cũng vậy chứ, hỏi bắt đầu cô đạo gì, bắt đầu chị đạo gì, hỏi ban đầu nhiều khi tôi đi đường á, bận đồ bà ba này kia đó, mấy người á bận đồ bà ba bận áo ấy này kia, mấy người đồng đạo đi cầu nguyện này kia đó bận đồ đạo không à, cái tôi hỏi chú bên đạo nào, chú là mình làm bộ hỏi thử nha, chú đạo nào, bên Phật giáo hòa hảo. Cái tôi hỏi là hỏi người kia cô đạo nào, Phật giáo hòa hảo, mà rốt cuộc là mình tiếp xúc gì xứ qua lợn chút xíu là mình biết à. Thì biết cái người giả thiệt thì mình biết. Có nghĩa là đạo thì không sai, chỉ có một số người hành đạo thì nó sai thôi, nhưng mà đạo thì nó vẫn luôn tốt cho cái con người mà hướng thiện mà đúng không? Nói vậy dạ. Tỷ nói vậy, người ta nói vậy chứ tao không hành đạo. Dạ, hành đạo đúng đạo thì nó vẫn tốt mà, nó hướng mình với cái thiện mà. Chị gái đi vậy là trưa không có ngủ trưa gì, không ngủ gì đó. Không. Nhiều khi mà ấy mệt lắm tôi mới ngủ được chứ. Mệt quá mới ngủ một tí xíu thôi. Tối ngủ mũi chích sao vậy gái? Ngủ bằng áo mưa. Mặc áo mưa ngủ hả? Ngủ ở ngoài lùm cây mặc áo mưa luôn hả vậy sao? Trời ơi. Ngủ ở dạ cầu nữa. Trời ơi. Có bao giờ ví dụ như người ta muốn sửa kiếm một cái nào nó cắt cho dì Sáu tối về đó dì Sáu ngủ dì Sáu gì cắt chịu không? Mà bây giờ chú là người dân, chú dám đứng ra cắt không? Bây giờ không ai cắt cho tôi chứ. Bây giờ chú người dân hay là chú con ông cháu cha, nó hỏi thẳng luôn đó. Người dân. Người dân mà dám, chú dám cắt. Cắt một thời gian bắt đầu chú cũng đuổi tôi à. Bị người ta nghe tiếng tôi chữ, rồi người ta đâu thích. Người ta nói bắt đầu mày chứa đi, rồi bắt đầu mày cho ba ăn đã, gần hơn ba chữ mày cũng vậy. Nhưng mà nói yêu cầu nói câu nhẹ vậy thôi. Nhưng mà vì gái chữ lớn không mà người ta chữ, người ta nói vì gái chữ. Bây giờ đi dọc đường nè, nó chọc nè, ban đầu mình cũng chữ nữa. Dạ. Rồi giờ người ta ghét. Người ta ghét. Nhưng mà mọi người ghét rồi vẫn có người thương mà đúng không? Mọi người chính người ghét vẫn có người thương mà. Thì bởi gì? Sao mình sống tốt cho mình thôi. Mà giờ người sai, cái người làm sai nhiều mà người ta lật đổ, người ta nói mình sai. Vì gái bây giờ có mong ước gì không vì gái? Không. Không mong ước gì đâu. Bây giờ tôi giấy chúng tấm số à. Đặng tôi cái mua đất, tôi cắt cái nhà tôi ở rồi xong. Rồi. Tôi sao? Chị gái là tối mấy giờ mới ngủ? Ngủ sớm không? Hay là phải đi lang thang ngoài đường? Đi chừng nào mệt mày ngủ. Mệt ngủ? Ừ. Cũng không có ngủ sớm được, phải đi tới khuya luôn. Ừ. Rồi ngủ như khi cái cầu này nè, tôi ngủ trên là chỗ đó đó. Chỗ mé đó đó. À. Bữa đó thằng đó nó uống có chút đỉnh à. Nó chạy bắt đầu tôi biết. Tôi tính là bẻ cái hai cái nhánh cây, nặng tôi để cái cũng như cái là cái đồ để hàng ha, để cái cầu để cái chỗ mà như cái trên cổng chào cái đường hai chiều á, biết không? Tôi để vậy cho nó chạy đựng sắn vô mà. Cái cầu của tao mà để hai cây không cho chạy. Không có. Tôi để tôi nằm sát chỗ lan can đó, tôi để cái cây ngoài. Để cây ngoài tới bên mà. Vậy thì vậy nè, tôi nói chú không hiểu kịp à. Tôi nói vậy chú không hiểu. Vậy đây tôi nằm sát lan can vậy phải không? Nằm sát lan can chú dậm. Đây nè chú dậm lan can ngay cầu đi. Rồi. Nằm sát đó phải không? Rồi tôi để cây ngoài này sát bên cho nó đừng chạy được. Chị gái đợi biển báo phải không? Ừ. Để ở trên cái thành thôi. Ừ. Để cho người ta biết là có mình nằm ở đó và không chạy. Nó mà thấy có gì nó chạy không sắn vô mình. Dạ. Nghe chị gái mà tâm sự mà tự nhiên thấy vui vậy trời. Ngày hôm nay vui hơn. Tụi con không phải là người đến đây thả con tép bắt con tôm nha, mà thả con tôm bắt con tôm hùm, thả con tôm nhỏ bắt con tôm hùm. Chú nói sao tôi không hiểu. Chị gái nói con là mấy chú là người thả con tép bắt con tôm đúng không, là giống như là nói con là vụ gì gái thả con tép nhỏ nhỏ cái bắt con tôm để gì gái đó. Tôi thấy ông sư bắt đầu tệ đó, bắt đầu bây giờ đưa lên đài nhóc chân đó. Thấy gì sao nói là tụi con quay phim là tụi con có tiền mà không chịu nói thẳng cho dì gái đi.
nhưng mà nói với chị gái bữa nay chị gái thấy cảm thấy vui mà đúng không? Bây giờ nổi nước ngoài nghe nổi tiếng không đó rồi đó. Chị gái có muốn nói lời nào với lại mấy cô chú ở trên cái gì gì tấp tấp nè. Tôi nhiều gì, tôi... gì chị gái kêu quay phim gọi là gì? Quay phim gọi là gì? Đưa lên gì? Tôi không hiểu kêu cái gì nè, cái clip gì đó tôi không. Chị gái nói đưa lên gì? Ừ tôi không biết. Gì hồi nãy tôi nói đưa lên vô tiếng. À, vô tiếng. Ừ. À, dạ không phải. Ừ. Hồi nãy chị gái nói gì đưa lên gì chúp chúp gì đó đó. Ừ thì tôi nói đưa lên đó đó. Nhưng mà bây giờ đưa lên vô tiếng là thấy vui không? Làm người thật, làm thật việc thật mà. Vui không? Tôi thấy cô không ham cái thời này, tôi chán lắm rồi. Tôi chán. Người ta cũng quay tôi một cái nữa. Có nhiều người quay nhưng mà chị Sáu ơi, chị gái không có chịu. Chị gái nói là bây giờ phải lựa bữa nào mà tôi thoải mái, tôi tâm sự tôi mới chịu. Chứ mà quay lén lén là chị Sáu, chị gái không có chịu. Chị gái phải quay thẳng, nói thật, việc thật gì nè. Đưa lên topper thì chị Sáu mới chịu chứ mà. Mà quay lén lén là gì Sáu là chửi liền, sợ thả ăn tép bắt ghiêu ổ băng tôm. Mà trước khi người ta làm gì cũng có quyền lợi người ta chút, không có nhiều thì cũng ít. Đúng rồi. Đó, tôi chú suy nghĩ rồi tôi nói coi có trúng không. Đúng. Đó. Tôi nói cái gì là bắt đầu ấy à. Dạ. Lời thật thì thuốc đắng thì giả tật, mà lời thật thì mất lòng. Ừ. Dạ. Mực tàu nẻ thẳng ấy rồi đó. Thẳng mực tàu mới đâu mình gỗ đúng không? Hỏi vậy chị gái ơi, hôm nay tâm sự với chị gái đến đây thôi, hôm nào là tụi con có duyên gặp chị gái rồi mình tâm sự tiếp chịu không? Lát nữa đưa giấy chứng minh cho coi, không đọc chữ được thì về nhờ người khác đọc. Học lớp mấy rồi? Chị gái nó học lớp mấy đó? Học lớp mấy rồi? Lớp 12. À, lớp 12. Bỏ số 2 còn số 1. Thôi thì biết ngờ rồi, biết mặt rồi. Bây giờ tôi biết cái chú này 2 lần rồi. Rồi bây giờ chị gái giữ này để ăn cơm được không? Ừ. Bây giờ gì là đổi ra đi, tôi lấy 50. Dạ chơi luôn. Ừ. Lấy 50 đặng tôi mua đồ này kia ăn với lại mua thuốc. Không mấy bây giờ chị gái nhận 100. Lấy 50. Lấy 50 à? Tôi nói lấy 50 rồi. 50 đúng không? Ừ. Đây. Rồi. Cái này nửa xị. Nửa xị. Thôi hay lấy tiền lẻ này đi. Tiền lẻ này được không? Lấy thêm ít nữa đi chị gái. Không. Thôi chị gái đưa tiền kia lại đi. Không lấy nữa. Không lấy nữa hả? Ừ. Rồi. Nè lấy thêm miếng nữa đây. Tôi lấy đặng tôi mua thuốc chiều uống. Để tôi lãnh lương chưa lãnh. Nè này, chị gái cầm đây đi. Đấy cầm đi. Chị gái cứ nhận đi chị. Chị gái nhận đi. Chị nào có gì mua thuốc. Mua cá thả thì bắt đầu thì ấy. Còn không gặp thì thôi. Rồi. Không có cần lấy tiền lẻ không hay lấy tiền chẵn? Tôi lấy này đi. Lấy này đi ha. Cái này là cái gì nữa vậy? Bao nhiêu? Rồi. Thôi bye bye chị gái ơi. Chị gái nhìn con cười cái ơi. Đẹp gái ha. Vui đâu mà cần. Vui, sống vui. Đó, bye bye gì gái. Cái này nói chung là không phải tiền, không phải cái ấy nha. Cái mục nó nổi lên là nó thụt xuống cái lỗ gì đó. Con tưởng đâu đồng tiền, nãy con tưởng đâu đồng tiền. Đâu có làm kiểu chà chà bá như lò ăn như trên núi vậy. Và như vậy là Bùi Hồ vừa tâm sự với lại một người gì cũng khá là lớn tuổi, nghe kể về những cái chuyện tình mà mình cảm thấy xót xa. Nếu có duyên thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại tìm hướng giúp đỡ. Còn bây giờ thì dì không có nhận tiền, không biết giúp đỡ như thế nào. Cũng mong rằng dì thời gian sau này sẽ hữu duyên gặp được dì nhiều hơn. Và cô bác quý chị có thể góp ý bình luận cho Bùi Hồ. Đây là một đoạn clip mà rất là tình cờ, mà muốn hỗ trợ về nhưng mà không biết cách nào. Nhưng mà những cái câu chuyện mà vì tình cảm mà dì phải đến nỗi bây giờ phải sống lang thang như vậy, mình cũng cảm thấy khá là chạnh lòng ha. Thôi thì không biết nói gì hơn, kiếp người mà. Mình bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau.